Ảnh thực tế Forerunner Stormtrek tại Việt Nam, giá dự kiến 1,059 tỷ, nhiều trang bị hơn Oitrek, tháng sau mở bán. Tối 14 tháng 3, tại Phú Quốc Kiên Giang, Forerunner Stormtrek đã được For Việt Nam giới thiệu tới đại lý cùng với Everest Platinum. Giá bán chính thức chưa công bố. Đại lý đang nhận cọc mẫu xe này với giá 1,059 tỷ đồng. For cho biết, xe mở bán từ tuần thứ 2 của tháng 4 theo hình thức đặt hàng trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử sắp ra mắt của For. Forerunner Stormtrek có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm trắng, xám, đen và bạc. Ngoại hình Forerunner Stormtrek có nhiều điểm hầm hố hơn hẳn bản Oitrek. Phần đầu xe bổ sung các đèn trợ sáng trên thanh trang trí giúp cải thiện tầm nhìn trong điều kiện thời tiết xấu. Nắp capo gắn thêm dòng chữ Runger. Lưới tản nhiệt thiết kế mới, cản trước hình chữ H đen bóng đi cùng đường viền đỏ tạo điểm nhấn. Forerunner Stormtrek trang bị bộ mâm kích thước 20 inch giống với thị trường Thái Lan. Điểm đặc biệt của Stormtrek là hệ thống giá đỡ có thể chịu tải trọng động 80 kg và tải trọng tĩnh 250 kg ở thùng hàng phía sau. Giá đỡ cho phép điều chỉnh linh hoạt chỉ bằng một tay. Nội thất Stormtrek bọc da với phối màu đen đỏ tương phản. Lưng ghế thêu chữ Stormtrek giúp tạo sự khác biệt so với bản Wintrek. Forerunner Stormtrek sở hữu đầy đủ các công nghệ tiện nghi cao cấp nhất, bao gồm ghế chỉnh điện 8 hướng, cần số điện tử, màn hình điện tử sau vô lăng 12,4 inch. Màn hình giải trí 12 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, sạc không dây, nhiều cổng USB, ổ cắm điện 230V. Dưới nắp capo là khối động cơ biturbo 2.0 lít, cho công suất 210 mã lực và mô men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Về công nghệ an toàn, xe có đầy đủ tính năng thông minh như phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động, ga tự động thông minh, cảnh báo trạch làn, duy trì giữ làn, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù kết hợp xe cắt ngang.